12 tháng 8. Năm bao nhiêu? Đánh xong đi rồi muốn nói gì nói. Hai là sáu, hai là sáu. Nói anh em là con luôn, tắt chưa lướt thì nói anh em ơi, tắt chưa lướt nào. Côn Lôn đường môn mấy Hoa Sơn tắt hết tiệp chiêu lướt nào anh em ơi, giữ bon nguyện chỗ đánh nhau nhanh nhở. Đứng chào quá không bắt lâu cái đây đâu ơi. Hả? Bổ đi hết đi. Cười mày. Nào anh em nào có skin đứng... nữa thì tắt tên giúp mình nào. Ba cái đứng chào mày ơi. Ôi, có xe khỏi sợ. Nghe mới cày á. Nè. Coi coi có con nào không. Lọc coi coi có con cài lơ bui nào không. Không có cung nào hết. Không có cung nào hết, chỉ có cung Lọc thôi. Đúng không Lọc? Mong thấy tao bán sập gân hả? Nhà rộng thêm thang có một cây sọc gân. Rồi cảm ơn tất cả anh em đã tham gia thi luyện băng hội nha anh em ơi. Anh em làm gì làm đến 21:45 anh em tập trung vận tiêu nha. Nghe quá được kem mini rồi. Ủa? Cái xe bể gì? Quá gần lọc quẹ rồi bị lướt hết mày. Chào ông già. Mà 80% là do được có 6 viên lại. Đi Lộc ơi. Tôi nghĩ bây giờ là anh em mình nên góp ý nhau một tí để trong băng hội một tí cho nó hợp lý này nha. Ủa lộn 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 xe cái này. Ừ cứ nói bạn ơi. Lộn xe. Tao lộn xe. Ôi ù mà anh có 120 luôn cho tao 30 viên. Nhanh. Ờ tôi nghĩ ông Tiến Long ông ấy lên nhiều voi lắm rồi mà ông ấy chơi nhiều rồi. Ông phải đề cập cái số thành phần là lên nha. Nhớ cầm súng nha mày, không cầm súng mà chết á. 1 2 3 tâm cứng hoặc là nhiều tâm cứng để đi cùng với nhau mới thành phần được. Tôi muốn làm cái lụa giống hai thằng kia ghê mày. Đuổi vô dính đó. Mới dính đó. Đẳng cấp của tay đây lụa.
Ăn chết đi kìa. Qua số. Ôi. Qua số 2 chơi. Số 2 ngay trước mặt thôi, có gì đâu. Xác định có mấy ngôi nhà trước mặt. Có mấy ngôi nhà vệ sinh, what the fuck, ba ngôi nhà vệ sinh. Là một số thành phần là nhiều khi mà lên cái nút hoạt động chính ấy, phải để cặp một người nào lên nút chính để dễ kiểm soát được. Phải tèo ý, trời ơi, cho mày cái sụp chân. Ôi, trời ơi, má mày bắt đầu chết mày. Lên đây là hàng số 2 á. Lập bắn nổ xe. Không rồi ngồi đó nói biết mới chỉ thật chính. Cha đó. Thì đặng ơi, mày không có mày chạy vô khu vực nổ mà kêu hồn như lòng. Trời ơi, chạy vô đây bay xuống công rồi. Cấp 100 rồi mà cấp của tôi chỉ là kinh hồng thôi. Có cái đường à, đường nhỏ kìa. Chạy chạy tay lửa ê. Lười lười lười. Đâu rồi nó băng. Đúng 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 đúng. Em. Bây giờ server nào cũng vậy, qua đây chơi là phải chơi cho đúng chất, đúng nghĩa. Rồi nói chuyện lại người ta. Còn mà chơi không đúng chất, đúng nghĩa đừng nói chuyện. Cứ nói bang bang thao thao bất tiện. Không thấy tay đang gắt hay không? Giờ lập chí ông cao ông. Chúng không có đâu. Không quan trọng nha. Quan trọng là phải nhiệt tình và đam mê nha. Chưa. Có hồ lô nè. Có, đấy. Bây giờ ông cứ mạnh đi, ông muốn nói sao ông nghe. Giờ yếu mà cứ nói sao người ta nghe. Người ta cứ nghĩ ông ạc lon không. Ba người ta nhiều người lực chiến cao kia, người ta còn chưa góp ý nữa mà chơi mấy bữa giờ có bị. Thì cứ coi như là tôi không đúng chất đi. Kể cả tôi quân hàm tôi không cao đi. Nhưng mà tôi xuất trần kinh hồng ấy. Tôi xe vào 16 tôi chỉ lên thế thôi. Cấp một tôi 100 rồi tôi chỉ chơi thế thôi. Tôi không thích lên đấy. Thế thôi, đẳng cấp mình là chơi thế. Đẳng cấp mình thì còn chơi thế thôi. Còn cần gì chơi nhiều. Còn không thích thì thôi. Em xin lỗi, không chơi vô đây thì thôi. Tự nhiên mà em vô đã rồi chết em ra. Em mới tạo hẹt lúc hồi nãy giờ chứ không phải là cà la như em đâu. Ý là tôi muốn nói nè, mình lập tem là trưởng lão, kéo thêm ông yếu thêm. Rồi cái tinh anh kéo thêm ông yếu thêm, hiểu không? Lên nhau dần dần. Thì mình mới đoàn kết được, mình về sau nó đi sang bờ cao quá, mình còn gọp bang, các thứ còn nó phiền lắm không ạ? Bây giờ tôi hỏi ông biết bang đây 1 giờ hoạt động bao nhiêu người chưa? Mà ông nói, ông phải nắm bắt được cái bang đây như thế nào? Đứa đang đi ra, anh cầu thang Ngọc ơi. Tôi nói thẳng đấy là tôi chỉ muốn góp ý thôi. Ý là có đứa đang đi ra. Mình lập này rồi mình nhắn bộ anh em vào lúc đó. Anh cầu thang nhanh đi. Sau về hai ba thằng luôn. Tôi cũng chơi, tôi cũng hiểu chứ. Thôi, lọc. Người ta nói biết thì nói, không biết thì thôi. Âm thầm mà chơi, hay hơn. Đỡ canh nha, đỡ canh cầu thang nha. Bang hoạt động có hai mấy người mà không biểu lập tem, đặt được mấy tem. Mà lực chiến có 30 mấy à. Thôi thôi, mỗi anh em, mỗi người ít một câu đi. Thôi không tranh luận cái vấn đề này nữa nhá. Thôi. Tôi thừa biết. Bang tôi ngày xưa cũng thế. Một lần có 25, 30, 35 người là tối đa cư trú binh chủ đấy. Nhưng mà mình phải đoàn kết mới hay chứ.
Má nói vậy là tao quyết định rồi, mai tao bán chùa tao lên lực chiến à. Mình phải nắm bắt cái bang mình nó như thế nào mình mới nói chuyện được người ta chứ, còn bang hoạt động có hai mấy người à. Và bây giờ ông lên ông nói bang bang ai nghe. Anh nghe. Nói phải cho đúng sự thật mà nói chứ. Thôi bình bia thôi, à bình bia thôi thôi. Này bản thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tàn chân gian. Dù anh bã tôi ai sang rào ai gian khổ, mai xa kiếp con người. Ông phải hiểu bây giờ là cấp bao nhiêu nè. Những anh em dưới thấp cấp bao nhiêu mình phải kéo người ta lên nè. Thế nào nè. Thế tôi bây giờ là anh em tâm huyết để mà chơi và hiểu với nhau. Ở nơi đâu vậy? Về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai. Ai cũng có cái đúng hết á. Thôi bỏ đi anh em ơi, lập địa thành Phật đi anh em ơi. Tao mở kinh Phật cho hai đứa mày nghe à. Thôi thôi anh em không cãi nhau nha, anh em đoàn kết tí nào. Thôi anh em không cãi nhau. Hãy dành cho nhớ bao nhiêu niềm vui đang sống. Không lo lắng u buồn, chẳng dám dối lòng lừa chuyện thế sự nơi chân gian. Thôi nói chuyện vui anh em ơi. Dạ chuyện cũng xong rồi. Rồi nói chuyện vui thôi. Đừng có cãi nhau. Chơi game ấy, giải trí để xả chết mà lại cãi nhau chết hơn chứ làm gì. Tại vì cái game này là tôi thừa biết là trong phần đây là cũng khá nhiều người chơi game này rồi. Chơi rất nhiều lần rồi. Nên tôi mới nói vậy thôi, còn được cũng được thì thôi, tôi cũng chả nói gì đâu. Tôi chỉ nói thế thôi. Chơi game chủ yếu là giải trí, con gái thôi mà, có cái gì đâu mà cãi lộn ta. À, xin kính chào các bác canh các chị, xin kính chào quý vị thành thị Tết Nông Thôn từ Sơn Vương Tết Sơn đó. Em chào từ Tết Tuyên Quang và em chào từ Giang, chào Yên Bài. Rồi, hát hà đây. Gái đồ đâu hết rồi. Ngày sông báo đi qua, vô tình mà hoàng hôn phai mờ. Đều sẽ buồn ấm khi Lộc, cho mày coi Lộc, cho mày coi kìa. Ông Chiến Long với ông Triệu Nam xin phép tôi thoát khỏi bang nha, anh em thông cảm nha. Có ý, quá là bắt có ý lắm. Ok bạn thôi, vui thì ở, không vui thì đi thôi nhé. Yeah.
Dạ. Lọc lọc đưa, đưa che. Ây da. Lọc lọc lọc. Ây da. Ây da. Anh em ba mình đông nhưng mà đến lúc giờ hoạt động on ít quá nhỉ. Mấy lời là cãi nhau tí mà có người ao ban rồi à. Nói chung là bóng đêm từ lúc vào bang đến giờ cống hiến có 7.000 rồi, anh em cũng thấy là bóng đêm ít hoạt động lắm nhé. Anh em sống dữ. Chắc tôi ao bàn quá. Có ai níu giữ tôi lại không? Ông mà ao bàn tôi chi xét để server hả? Tôi ao bàn đây. Có bạn gái nào níu kéo tôi lại không? ăn mày lên xử thằng này cho tôi cái ăn mày. Tọa độ đi, bóp tọa độ đi.
Đồ xác ở đây, nó mới đồ xác về đó. Nó đông lắm. Đợi đi, mai tao bán chùa tao lên lực chiến rồi hả, ngủ tao đi quýnh lộn. Nó mới đồ xác phát lệnh chi nẻ ba người lên trên trên bang đó. Có hai thằng à mà. Gũ quá à, má nó ngự không đó ông nội. PT bên kia ơi. Lên đủ mà nó quýnh chạy vòng luôn á. Bây giờ một đống đỏ luôn ngay cổng quá hết á. Tao còn tới 792.000 lực điểm X10 lần đó. Đồ xác làm sao tao chết nhắc đi. Thôi anh em tập trung vận tiêu anh em ơi. Tập trung ra lấy cổng để vận tiêu nè. À, tất cả anh em tập trung vào đội kinh bang để vận tiêu này anh em ơi. À, mình nhắc lại toàn bang anh em đang online tập trung tọa độ kinh bang để vận tiêu nào. Tụi bay bị đồ sáng, tụi bay đừng có rủ cho đi lên quýnh lộn nha. À, toàn bang anh em online ra lấy cổng 3 giờ cho mình nè. Thầy chùa phải bảo vệ cho con cháu chứ. Nào tọa độ 3 giờ liên tục cho mình nào. Nào tọa độ 3 giờ liên tục cho mình nào, tọa độ liên tục nào. Rồi cho tiêu chạy luôn đi, cổng trống. Anh em ra cổng đi. Anh em đứng xếp hàng ngay cổng đi anh em ơi, xe tiêu đang chạy ra kìa. Tiêu chạy rồi nha, tiêu chạy rồi nha. Mà lag quá. Ném vô tiêu đụng chết mẹ hết đó.
Anh em ơi, cố gắng mình đi, mình ôm trước đầu xe tiêu con cái nha anh em ơi. Để xe tiêu đi sau, để đi cho nhanh nha anh em. Được, cho tiêu chạy đi. Cho chạy đi. Không ấn được vào cái tiêu luôn. Lắc quá. Trời ơi, ban trên lên cấp 3 sao tiêu chạy. Sao thế, mở tiêu đi chuyện ông. Nâng ban có thử đủ điểm chứ, còn điểm không? Lắc quá, không ấn được vào tiêu này. Còn có 287 điểm sao mà mở. Lắc quá, không có nhấn vào cái xe tiêu được, nó không hiện lên, làm sao cho tiêu chạy, từ từ đi. Thôi được rồi, cho tiêu chạy đi, hết công hiến rồi. Còn bạn phó cho chạy kìa. Cơ băng phó mở đây. Băng phó vào nhấn xe, nhấn vào xe tiêu giúp mình cái nào. Chuẩn bị nó lấy cổng rồi kìa. Mấy anh em đừng nâng cấp xe tiêu làm gì. Trời ơi trời, mình đâu có giật cớp nổi đâu mà nâng cấp xe tiêu làm gì. Tốn quỷ ban thôi chứ làm gì đâu. Để quỷ ban nâng cấp ban đi. Đập đồ cho nó rẻ. À, bấm như xe tiêu không được. Mang phó vào giúp mình nhấn vận tiêu cái nào anh mang phó ơi. Cái điểm cống hiến mình có 287 điểm mà, chưa được 2000 nữa. Không biết gì thì đừng có nói phét nữa, tất cả anh em đi theo xe tiêu giúp mình nào. Rồi anh em ôm sát thì tiêu chạy nè anh em ơi, tiêu lục nha, mở tự nhiên. Tất cả anh em đi trước xe tiêu giúp mình nha. Anh em không cần đánh người dọc đường nào, anh em cứ đi ôm sát xe tiêu giúp mình nào. Tọa độ xe tiêu liên tục cho mình nào. Là anh em tọa độ xe tiêu liên tục giúp mình nào, tất cả anh em ôm sát xe tiêu cho mình nào. Nào anh em không cần đánh người dọc đường nào, anh em cứ ôm sát xe tiêu giúp mình nào. Tọa độ xe tiêu liên tục cho mình nào anh em ơi. Nào anh em nào vừa mới online tập trung nhanh tọa độ vận tiêu cùng băng nào. Tất cả anh em cứ ôm sát xe tiêu cho mình nhé.
Anh em tọa độ xe tiêu liên tục giúp mình nào, anh em chuẩn bị trả tiêu nào. Rồi ok, cảm ơn tất cả anh em đã tham gia vận tiêu nhá. Anh em chuyển về quan toàn và anh em tiếp tục là on game nhá. Một lần nữa cảm ơn tất cả anh em nha, chúc tất cả anh em có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha anh em. Vợ tao ra viết đơn yêu con kìa. Tiêu rửa là vần được chưa? Ôi vẫn tiêu xong nha bạn ơi. Mày pê một mặt cho tao xem nào tao ơi. Mượn một lưng nữa ta. Vào thứ bảy thì sẽ lại vẫn tiếp nha bạn ơi. Anh em nào rảnh rảnh khỏe khỏe có hậu hủ với chảnh cho chảnh mấy cây cỏ chảnh thập đồ được chơi ra nha. Bình ơi, nãy mày nói gì, phải lên bảo vệ mày à. Lần này xúc hai thằng này rồi. Tao ở trong chùa. Nhưng mà ông kia là trụ trì, còn tao là bảo trì, đéo có võ công gì hết á. Anh đừng bao giờ rủ tao đi đánh lộn. Đang đánh nhau nè, cá Linh Sang nữa. Lộ đi, tao lên tao quỳ tao lại đó nha.